cho tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm clip về vị tướng Kenny cho anh em xem nha. À, nói chung là bây giờ làm clip mình cũng khó để mà chọn lựa cái con tướng để mình chơi quá anh em ạ. Nói chung là những con tướng mà mình mà chơi nhiều rồi thì nó đánh nó quen rồi thì nó gọi là nhàm các bạn ạ. Chơi nhiều quá là nó nhàm. Tại vì ngày mình làm cái 2 video rồi, đâm ra cái muốn chơi con tướng nó những con tướng mới lạ thì nó lại bị phế. Rất là khó cho mình các bạn ạ. Bởi vì thế nên đâm ra thì thôi mình chọn con nào mình cảm thấy nó ổn ổn thì mình quẩy nha các bạn. Chứ không mới công phế ra để ăn chới nó khổ nó. Pshá! Mình đã bảo với đồng đội mình là thôi 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 từ từ khỏi phải cướp đi. Thế mà mấy ông không nghe. Đây 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 đấy cứ lao đầu vào kìa. Máu chiến vãi trưởng ra. Mấy bạn máu chiến thì mình cũng máu chiến luôn. Ừ. Ui giời ơi, ui giời ơi, ui giời ơi, ghê gớm ta. Đáng sợ ta. Chà. Thôi em về em ăn quái rừng đây. Còn kệ các anh muốn làm cái gì các anh mà làm đi. Muốn đấm nhau, đánh nhau, muốn phá nhau hay làm muốn làm cái trời biển gì thì ấy 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 bảy rồi bảy rồi bạn ơi. Bạn ơi, bạn đừng có chơi vậy nha. Bạn chơi cướp bùa vậy là không giòn đâu ấy nha. Cái thằng Nanda nó cứ măn me ở đây làm cái gì nhở? Thích măn me không? Thích măn me không? Quăng cho cái chiêu hai vào người này măn me với chúng tôi mà được à? Nghĩ sao vậy à bạn? Đây đấy. Mày ơi 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 các bạn ơi. Các bạn ơi, AD, ủa AD với support đi đâu rồi? Ủa? Ủa AD tên mình đâu? À đủ. Chết tôi rồi, thôi xong rồi. AD tên mình nó đi lên đường trên làm cái quần què gì ở bên trên đấy các bạn ạ. Mẹ cái thằng Grinan nó hốt hàng mình luôn. Ôi vãi trưởng ạ. Toang thật đấy. Rồi xong luôn. Thôi. AD support đi đâu vậy hả? Không biết nữa. Mình cũng không biết là bạn đi đâu nữa. Chết rồi, trận này. Đáng lẽ sai lầm của mình đó chính là lúc đầu mình chạy qua mình đấm nhau với tam bạn. Đó là một cái sai lầm rất là lớn các bạn. Tại vì đánh như vậy là mất mình mất thời gian này. Không lên được cấp. Không có vàng. Nó cấp 4 rồi mà mình mới cấp 3. Trời ơi. Ờ có mạng, có mạng, có mạng, có mạng, có mạng. Khứa này nó ở trong trụ là mình giết nó luôn nha các bạn. Bằng trụ là giết rồi. Rồi nó ra này. Này đi dạ, đi đâu mà vội mà vàng. Ngon lành cành đào chưa ai. Xoay tay, đó. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Xoay tay, lấm lúa con ca sa luôn nha. Ơ? Ủa sao bạn này bỏ mình, bạn đi đâu vậy bạn? Ôi bạn ơi, bạn đừng có làm thế bạn ơi. Làm vậy tí nữa con to nó cắn mình chết luôn đấy. Đang đánh cái con Kasa tự dưng khứa Fro chạy mất rác các bạn ạ. Con bé thì mình ăn được chứ con to là nó quạt mình rớt dài luôn á. Em bạn nó vào nó liếm cái một cũng chết nữa. Lúc đó thì chết nhục chết nhã. Kasa nó ăn được mạng nó cũng rơi. Thì thốn anh em ạ. Quá thốn luôn. Thốn lắm luôn đấy. Chia mày hả bữa vô. Vô đây rồi. Đây rồi xoay tay. Trời ơi chừng chỉ chín quá trời chín anh ơi. Úi giời. Ok ok ok. Trời con hàng kìa con hàng kìa. Con hàng kìa con hàng kìa. Hãy ya phèng. Super soi nó anh ơi. Lấm 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 lấm. Phê quá phê quá. Quá phê rồi mấy anh trai ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ai chắc có mạng cho Hào. Có mạng cho Hào. Chừng chỉ. Trời ơi. Oh my god. Không hiểu bạn đây bạn đi đâu vào đấy nữa. Nazaya nó còn xíu mau nó chạy ra khỏi trụ rồi mà quay lại. Không thấy AD đâu các bạn ạ. Thiệt buồn quá đi. Thiệt là buồn quá đi. Chán thiệt chứ. Trận này khó khăn chồng chất rồi các bạn ơi. Ba em chết 8 thế này. Quái rừng thì bị vị tướng mít nó ăn. Ủa con búa xanh của mình đâu mất tiêu rồi ta. Mấy khứa bên kia nó ăn hết rồi gì á. Đầu xanh nó. Mày xong mày rồi. Chua. Mày. Thôi em xin lỗi. Em xin lỗi mà.
xin lỗi rồi mà nó đéo tha các bạn ạ. Thằng cờ đi nát nó xanh quá, không thể tin được. Bạn ơi, mình bị lỗi bạn ơi. Mình đang muốn sơi nó mà cái kết bị nó sơi ngược. Nó có quả cầu băng xương thôi. Và đấy mà nó không có quả cầu băng xương thì chắc gì nó thoát được khỏi bàn tay của mình. Hơn nhau ở cái chỗ đấy đấy. Chứ bạn đừng có tưởng là mình gọi là dễ bị nó ăn hiếp vậy nha. Tại mình đen thôi, ok. Rồi. Rồi nha, mày hả bưởi. Bây giờ bùm. Xa. Ơ. Mày hả mày? Mày bổ tao hả mày? Mày mà nó chạy thoát kìa các bạn. What the fuck man? Mong què gì? Tốc biến ăn tui luôn hả bạn? Ôi bạn ơi. Sao bạn chơi gì mà mắc dạy dữ vậy bạn? Mà tốc biến bạn ăn cả tui luôn hả bạn? Ủa sao teo nát đang bắn bỏ đi vậy bạn, teo nát. Ôi giời ơi, vãi cả teo ạ. Ôi tí nữa thì mít mình chết với nó luôn. Men tốc biến nó sơi mình. Sao mà trận này đen dữ vậy trời. Ôi giời ơi. Ông đen thua ở đây hả giời. Thiệt là khốn nạn. Chết rồi. Dạo này gọi là đánh gà quá rồi anh em ơi. Rừng như cờ. Chắc là do trận này mình đen thôi chứ không phải là do mình đánh gà đâu. Xui thôi, đen thôi, đỏ quên đi nhá. Bị đồng đội chửi đó, nó bảo rừng như cờ rồi đó. Thì dậy đi, ok. Căn bản là do mình cũng hơi yếu đuối mỏng manh. Chà, xoay tay ký vào đầu nó, bóc vào đầu, xúc vào má, đá vào người, xoay nó, xa, hư nè. Ok, ready. Chiu, reo, mày, đừng, bạn ơi, mình em ăn có con quái đây, anh ơi. Em ăn có con quái nhỏ chút xíu rồi anh ơi. Trời ơi. Sao mấy thằng khốn nạn chúng mày đánh tao hoài vậy? Tao ăn uống một con quái nhỏ để tao lên level thôi mà. Ây da, mấy thằng khốn kiếp này. Chơi mất dạy nữa, không cho mình chơi game luôn các bạn. Bố anh trừ chúng nó. Thật là đê tiện. Quá buồn cho một cuộc tình anh em ạ. Chà. Ơi, photo biết gọi rồi. Nhật hoa luôn ta. Nhưng mà nhặt hoa này là nhặt hoa bằng casa hay là nhặt người thì mình không biết nha. Nhưng mà thấy đánh với quái này nhặt hoa hơi bị ghê đó. Thôi giờ mình sẽ tập trung đánh cẩn thận lại nha các bạn. Bây giờ đợi cho thêm bạn nó hết máu đi. Mình vào mình kẽ thôi. Không vào đánh nhau kiểu ấy nữa. Không thèm vào đầu tiên nữa. Kệ tụi nó ai thèm đánh nhau đi. Xong rồi mình vào mình hốt hàng mấy thằng đằng sau á. Chứ phế quá phế rồi. Một năm rồi. Trời ơi trận này phế rồi lôi mắt ra. Giờ tôi ăn cái con quái này không biết có bị tem bạn nó mai phục đây không nữa đây. Nguy hiểm lắm các bạn ạ. Mấy thằng khứa bên kia nó thấy mình đi lang thang một phát nó bắt cóc mình liền. Tại vì nó nghĩ mình chơi quá kém. Thế là nó xình xình nó sờ mông mình. Bây giờ tôi mới chơi thiệt nha. Mấy thằng khứa bên kia cẩn thận tôi đó. Nhân nà, có mạng cho Hảo nà. Nà, vô nà, đánh rồi nà, bay vào nó KS nà. KS nè, đấy, thấy chưa, một mạng dành cho đồng đội mình không có mạng nào hết. Praise rồi ơi. Úi giời. Wow. Wow, đây rồi, ai da đau chưa, thốn chưa, quá là thốn luôn anh em ạ, úi dồi ôi, được một mảng rồi đó, này thì láo nháo nào mày, hư nè, vô đây, anh hơi sai lầm rồi anh ơi,
Bây giờ anh mà bước vô một cái là em sức ăn liền. Em sức ăn liền nè, em sức... Ui, sức nhìn quá. Natalia, hãy cha, chừng chỉ mày chết. Mình cũng chết luôn là sao ta? Hơi đen nha. Nói chung là cũng hơi đen tí. Không sao hết, không sao hết. Chà. Quay, 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 lắm lắm nó. Trò này phế quá anh em ạ. Hiện tại mình đang gọi là gỡ vốn đây. Cố gắng không để được âm mạng. Để âm mạng nhục lắm. Cố gắng. Đi rừng mà như vậy thì âm mạng người ta cười cho. Thà như đi support âm mạng thì nó là chuyện hết sức bình thường như cái đường ở giữa. Nhưng mà đi rừng mà bị âm mạng là hơi thốn anh em ạ. Vì thế nên cố gắng ăn cho nó đủ gọi là 6 mạng chết 6 là được. Thế thôi. Chứ phế quá. Đòi ăn nhiều không được, không giòn được trận này đó. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi. Quánh nhau rồi, quánh nhau rồi, quánh nhau rồi. Vô, 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 vô. Húp nó anh ơi. Húp bà soi, húp bà hoi bà húp nó. Quất nó đi, bắn nó. Đây rồi, cơ hội của Hảo tỏa sáng đây rồi. Mày hả mày? Cái này thì láo nháo này một em. Rồi xong. Doa toa, doa ta nè, Tokyo. Tiếp theo là Aaron nha. Đấy, đây, 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 đây rồi. Thấy không, anh em thấy chưa? Đợi cho team mình với team bạn nó combat đi. Xong mình vào mình vét đằng sau. Ngọt nước ngon cơm ngay và luôn. Đá nha, đá nha. Chiều ý luôn. Team bạn chết sạch luôn rồi kìa. Êm thật chứ. Đá quá quá đá. Chiều ý à. Chơi nó. Ăn rồng luôn nha các bạn. Tại vì team mình nó ăn ca sa rồi. Bây giờ là Omen team mình hỗ trợ ăn con rồng nữa là xong kiếm hợp bứt rời hai con. Có con to lại có cả con nhỏ luôn. Ui dồi, Omen đánh con rồng lâu quá. Phải có AD nó bắn mới nhanh các bạn ạ. Chứ cây ne này thì ăn cũng chậm lắm, nó không có được nhanh đâu. Bắn 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 ơi. Đây rồi, xoay tay. Này thì chừng chị này ăn được rồng rồi, ăn được rồng rồi, chạy thơ, ăn được rồng rồi, chạy thơ anh em ơi. Té rồi, hết máu rồi, té rồi các bạn ơi. Mình vẫn cay cay cái thằng Crit nát. Có cơ hội là mình cho nó gãy cánh luôn. Cứ bay bay à. Ok go. Ok get go. À, rình rình à. Đâu 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 đâu. Các bạn bắt đầu gọi là toang rồi đó các bạn ơi. Em mạng bắt đầu toang dần rồi đó. Hồi nãy nó ép mình quá mà. Nó ép mình cứ thò mặt ra là nó rình rình nó bắt mình. Giờ này mày ép tôi đi. Ép hộ hảo cái. Error, error ha bưởi. 1, 2, 3, húp. Đấy. 6, 6, 6. 3 con số 6. Tròn chính. Đấy giời. Tuyệt vời ngay anh em ạ. Chuẩn bị 3 giây nữa. 3, 2, 1, có chiêu cuối. Lấm. Ui, biết thế mình lao vào thằng Crit nát là êm rồi. Nhưng mà đây, 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 đây. Ủa, không phải hả? Mới thấy có thằng khứa nào còn ít ít máu các bạn. Ao, 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 ao. Nata kia ai kìa. Đây rồi, phóng một phát này. Thôi rồi má ơi. Trời ơi, một phát một chết tươi không kịp ngáp các bạn ạ. Ghê vậy trời. Đúng một phát một luôn. Mới lao vô thằng Natalia nó bật chiêu cuối nên là nó không chết cái mình chết luôn các bạn. Một nốt nhạc. K
cái này là cái là đam của nó to nhưng mà máu giấy quá, phát một đi luôn không kịp ngáp. Đây đây đây, follow mọi người xem follow cân năm nè, chuẩn bị. À, lạnh lùng nhìn em, lạnh lùng nhìn em đâm đầu vào chỗ chết. Đáng tính gọi là lùng nhìn em quay bước đi mãi, anh đừng chết lặng trong mưa mà chả thấy gì hết trơn. Với có lệnh lùng nhìn em thôi đã teo rồi. Mày đặt follow đồ. Follow thấy nó nãy gọi là ăn quái, ăn con ca sa múa ghê gớm. Hóa ra chỉ ăn quái thôi. Chứ đánh người thì thật ra là nó khó lắm, khó gấp 100 lần ăn mấy con quái. Con quái nó đứng im mà các bạn, tao mà nhảy múa. Còn khi mà gặp người thì khoai lắm nha, không dễ dàng đâu nha. Húp nó. Trói lại. Quay lại, cha, phiang, xoay tay, lấm lứa. Grenade nha, còn có thằng Grenade ở đây. Đâu rồi, đây. Ui, Grenade đam to quá anh em ạ. To kinh khủng luôn, nhảy một cái một thôi mình muốn teo con cua luôn rồi. Sợ thật đấy. Trời ơi, nó quăng có một chiêu một thôi mà mình muốn gần chết luôn rồi. Thằng đó nó đam ảo ma Canada quá anh em ạ. Sợ thật. Trời nào. Bấm đây đâu đây đấy. Chu. Pam. Ui ơi. Ui rồi. Trời ơi. Thời tới. Thời của hảo tới rồi đây, một mảng. Ra ta, nó vẫn bắn được mình ạ. Trời ơi, mình đứng trong bụi rồi mà nó vẫn bay lên được, nó ăn mình. Chán thế, tưởng không ăn được chứ. Vẫn bị âm mạng, lúc nào cũng bị âm mạng các bạn ạ. Có lo lắm gì đây, nó quay lại nó xúc cho cái thì chết luôn giờ. Này thì floor. Này thì nhật hoa đồ. Không biết nhật hoa méo đâu. Phím sáng hoa em theo tình nhân mới. Và đây là Florentino, yeah, sure, nhật hoa, ai quá, ai già cuối cùng cũng nhặt được bông hoa rồi đó. Ít tiền quá em ơi. Ui dồi. Ai cha. Ái à cha, này thì đấu với cả đầu gấu. Êm anh em ơi. Hụ hạ bầm siêu xoay tay cha lấm nó kia đây nè. Ok chu xoay tay dạ cha. Chà, phẳng. Không đánh được các bạn ơi. Mình không tanh được. Cái thằng Omen nó là tanh cơ mà nó không ấy được. Nó không vào nó tanh cho mình không ăn được cái con Kasa đó ấy. LMM dừng. Đâu phải là mình không muốn ăn cái con đó đâu, nhưng mà con Kasa nó cắn chết. Không ăn được, mình phải bỏ con ca sa thôi. Quánh nhau anh em ơi. Quánh nhau mày. Đồng đội mình toàn là người đánh xa đứng ở ngoài, còn để cho mình chịu đam của con ca sa đó, nó cắn chết ngắc luôn ấy.
ông Omen, ông Tanh mà ông không chịu ông vào gì hết trơn, mình vào kiểu gì? Phải có follow nó vào nó tanh cho này, đó, đó nó cắn này, thấy không? Các bạn thấy nó cắn không? Ở lại lỡ ngứa thì chết với nó luôn, không phải giọng vừa đâu. Khổ lắm ấy chứ. Ờ, thì mỗi biết biết chơi. Ờ, thì vậy đi. Win rồi đó. Có Kasa là em rồi đó nha. Có giáp hộ mệnh này nè. Rồi, có cái liềm nữa là đẹp luôn. Chú rèo, mày chưa bưởi đó. Hừ, ha. Chú, xoay tay. Chơi nè, chơi nè. Xoay tay, chơi nó. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Chà. Ây da, thiệt là kỳ cục quá đi. Cho em ăn mảng đi anh ơi. Ha ha. Nó thấy mình phát nó bật cái gì ấy luôn các bạn. Bật thì làm gì nhau. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Tất cả cút cút ra để cho ảo đẹp trai thể hiện nào. Hãy xem ảo đây. Mấy cái thằng khứa này. Tụi mày hồi nãy ăn hiếp tao đúng không? Tụi mày ăn hiếp tao hồi nãy đúng không? Cho tụi mày chết. Thua sấp mặt lờ như cứng. Cuối cùng thì cũng win anh em ạ. Mày qua đồng đội mình nó gánh trận này. Êm nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nha. Bye bye anh em. Ai muốn mua nick thì vào shop anh Hảo chấm org. Mình vừa mới úp rất là nhiều nick rẻ tiền lên đấy các bạn ạ. Cho anh em tha hồ mà chọn lựa nhá. Vào shop liền đi anh em ơi.